Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm qua thì tôi có giới thiệu cho anh em cái bộ Mid Shaman để leo rank. Đấy, cho nó dễ. Thì có vẻ như là không được thuyết phục anh em cho lắm. Phải công nhận là có rất nhiều anh em mà thắc mắc là tại sao cái bộ đấy nó mạnh. Đấy, trong khi là những cái phiên bản gần đây thì Shaman nó bị giảm sức mạnh khá là nhiều. Thì anh em cứ thử đi nhá. Anh em chưa thử anh em đừng có kết luận vội. Anh em cứ thử đi, biết đâu anh em thấy nó mạnh thật. Đấy, tôi thấy nó mạnh mà. Mà không phải chỉ có riêng tôi đâu, mà tôi thấy là một vài cái lobby mà kiểu cút tầm ăn tiền đánh kiểu đánh giải ấy, tôi thấy toàn spam bộ đấy mà. Đó, phải thế nào người ta mới chơi chứ, đúng không? Đấy, còn nếu mà anh em chưa thấy mạnh thì có thể là vì anh em chưa chuẩn lắm. Đấy, chưa chuẩn phương pháp, hoặc là có thể là anh em chưa chơi, anh em chỉ nghĩ là nó yếu thôi. Đấy, còn anh em nên nhớ là những cái gì mà nhà phát hành nói ấy, chưa chắc đó là cái sự thật nha anh em nhá. Có thể nhà phát hành đang nói là cái bộ đấy nó yếu và tao đã giảm sức mạnh nó 2-3 cái phiên bản gần đây rồi. Tuy nhiên là tao bóp ngầm. Anh em, đúng không? Đấy, bóp ngầm anh em ạ. Anh em cứ thử chơi đi rồi anh em sẽ hiểu ra vấn đề ngay. Đấy, còn nếu mà anh em cảm thấy là cái bộ đấy nó chưa được uy tín lắm thì được rồi, ok, hôm nay tôi chơi một cái bộ uy tín hơn nhá. Hôm nay tôi sẽ chơi một cái bộ mà đảm bảo luôn anh em không còn gì có thể cãi được là bộ này là không ổn định nhá. Hôm nay tôi sẽ chơi một bộ cực kỳ ổn định luôn, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, ít nhất là vào top 3, top 2 là dễ. Đấy, còn top 1 thì còn phụ thuộc vào nhân phẩm. À mà quên, ngày hôm qua thì có trong cái video clip ngày hôm qua ấy, thì có một cái đoạn mà tôi có chia sẻ là cái viên tinh thạch ma lăng ấy, là khi mà chúng ta cầm viên tinh thạch ma lăng 3 viên là nó có thể tăng được mỗi viên là 30 mana. Thì thú thật với anh em là lúc đấy là tôi chưa biết là cái đó là nó đã có cái sự thay đổi rồi. Đấy, tức là tôi nói hoàn toàn là sai nha anh em nhá. Đấy, thì tôi phải đính chính lại ngay ở trong cái video này. Đấy, không anh em hiểu nhầm. Có một vài anh em không biết ý, anh em sẽ hiểu nhầm nên hôm nay tôi sẽ phải đính chính lại nhá. Đấy, là cái viên ma lăng đấy sau cái phiên bản sau này này người ta đã thay đổi lại. Đấy, nhà phát hành đã thay đổi lại. Là bây giờ là cái viên đấy nó là cái nội tại duy nhất. Tức là nếu mà anh em cầm 3 viên ấy thì anh em cũng chỉ được tăng 30 mana thôi nhá. Đấy, nhưng mà trong trường hợp anh em có 3 viên tinh thể ấy. Đấy, mà anh em ghép cái tẩu. Đấy, anh em ghép cái tẩu và anh em cộng thêm là anh cầm thêm một cái viên tinh thể nữa thì anh em vẫn được nha anh em nhá. Tức là anh em vẫn được cộng 90 mana đầu game. Đó. Đấy, rất là sorry anh em là tôi là thực ra là cái viên tinh thể mana đấy là tôi cứ nghĩ là như thế thôi, tức là tôi vẫn chơi chứ không phải là tôi không chơi, tôi vẫn chơi. Mết là tôi chơi rất nhiều anh em cũng biết. Đấy. Đặc biệt là bộ Shaman mết ấy là chơi cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà tôi lại không để ý cái vấn đề đấy, bởi vì là thường ấy là tôi cái viên mana thì tôi lúc nào tôi cũng sẽ lấy 3 cái viên tinh thể. Đấy, trận nào tôi cũng sẽ lấy 3 viên. Anh em biết tại sao không? Bởi vì là 3 viên đấy ấy, là tôi chắc chắn là tôi sẽ ghép là cái gì, cái gậy bão là tôi nói rồi, nó là cái trần phái rồi này. Đấy, xong rồi là đến cái gậy hack. Đấy, còn cái viên cuối cùng ấy thì có thể là chỉ cầm cái viên đấy thôi, nhưng không làm gì cả. Nhưng mà được cái là nếu mà vào phát là bắn trưởng luôn. Đấy, vào phát là bắn được trưởng luôn rồi. Đấy, còn nếu mà viên đấy mà lại chả may mà rơi thêm một viên nữa, tức là 4 viên tinh thể ấy, chúng ta sẽ ghép thêm cái tẩu nha anh em nhá. Đó, chính vì cái lý do đấy nên là gần như ở trận nào tôi cũng lấy 3 viên. Nên là tôi cũng không có để ý cái vấn đề đấy. Đấy, thì hôm qua khi mà tôi chơi, sau đó tôi có đăng clip lên, thì trong cái lúc mà tôi chia sẻ anh em như thế thì có rất nhiều anh em vào phản biện. Thì cái này ok, là tôi phải xem lại ngay. Đấy, và đúng là như thế. Đấy, xin lỗi các anh em về cái sự cập nhật nó hơi bị chậm. Đấy, thì anh em có thể là xem lại nhá. Tức là 3 viên đấy nó sẽ không stack với nhau. Đấy, nên là anh em xem cái cách chơi của anh em có thể lấy những cái món đồ khác. Còn tôi thì đấy. Tôi thì nói chung ấy là thế nào 3 viên. Kiểu gì cũng 3 viên mà. Đấy, còn bình thường nếu mà bây giờ nhá, như tôi ấy, là nếu mà lấy 3 viên này mà tôi cảm giác như là cái con cò của tôi ấy, nó không được stack đúng không? Đấy, cảm giác mà không có có một con không được thì chúng ta chuyển sang là chúng ta lấy thêm cái trợ phép này, hoặc là chúng ta có thể là vẫn lấy ba viên tinh thể nhưng mà chúng ta cho 3 con. Đấy, 3 con cầm. Hoặc là chúng ta có thể ghép luôn cái tẩu và một cái viên tinh thể ma lăng để chúng ta có thể là có cái 90 mana đầu game. Đó, nha anh em nhá. Đấy, thì có vẫn rất là nhiều những cái tùy chọn để chúng ta có thể thực hiện được. Rồi, ok, được đấy. Quá tuyệt vời luôn. Thậm chí là ở đây có cả sói luôn nhá.
Thế thì cho sói vào ngon hơn này. Bây giờ cho đỏ hay cho sói nhỉ? Đỏ thì được cộng thêm 150 máu đầu game thì là cũng căng. Nhưng mà sói thì nó gọi đệ ra. Cũng được anh em. Sói thì nó gọi đệ ra thì nó cũng tăng máu cho con sói. Và nó cũng gọi thêm được hai con nữa. Tức là 6 con. Thế thì sói rõ ràng là hơn rồi. Mỗi con sói nó gọi ra hai con đệ. Vậy là 6 con đệ. Cái lượng máu nó sẽ hơn là cộng cái bộ đỏ. Ok. Cố gắng làm nào để có thể đánh chuỗi thắng đầu game thôi anh em. Còn đương nhiên là tôi cũng sẽ không chơi beat đâu. Chả qua là ra sói thì tôi chơi thôi. Đầu game nó ra thì tận dụng tí anh em ạ. Ra mèo ra sói kết hợp với nhau thì cũng khỏe. Mặc dù là hơi thọt tiền một chút nhưng mà thôi kệ. Ok. Anh em nhìn ở trong cái bảng pick là anh em biết tôi chơi gì rồi đúng không? Chả phải có gì phải giấu giếm cả. Đấy, tôi mà muốn giấu tôi cái đoạn mà tôi pick những cái con đấy là tôi sẽ không cho anh em xem đâu. Đấy, tôi sẽ pick ngay từ trước khi vào game. Hoặc là tôi sẽ pick ngay cái đoạn đầu game sau tôi mới quay video. Nhưng mà không. Trận này tôi lộ luôn cho anh em biết cái bộ cực kỳ ổn định luôn. Nên anh em nhá, 6 đỏ không nói nhiều. Cực kỳ là ổn định. Mà đỏ anh em ạ. Nếu mà anh em không có để ý đến những cái cập nhật ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn là nó vừa mới update xong ấy. Cái bộ đỏ ấy, bây giờ nó lại như ngày trước rồi anh em ạ. Nó lại được cộng cái phần trăm nó máu rất nhiều máu luôn. Sáu đỏ bây giờ nói chung là thế lực ấy. Chơi ở trong những cái lobby mà kiểu như là lobby đánh giải ấy. Hoặc là các cái lobby cao thủ ấy. Chơi cái bộ đỏ là ổn định luôn. Nhất là bây giờ kẹp eco vào ấy, có hai con giữ máu ấy. Cho vào rất là ổn định. Rồi. Áp 6 nhỉ? Có lên 6 không? Cho thêm beat vào này. Ok. Trời ơi, cái trận này nó ra nhiều beat quá anh em ạ. Nó ra cả giá này. Nó lại không ra hunter cho tôi. Chứ này chán thật đấy. Tôi lấy đồ này anh em thấy không? Tôi lấy cái hai tia, sau đó tôi lấy cái búa xét đấy, tôi lấy cái que để chờ cái búa xét đấy. Đấy thì cái này món đồ này là cái món đồ mà để chơi hunter. Mà sắp có chuỗi rồi đấy, tôi nghĩ là sắp có chuỗi rồi. Đó. Yên tâm. Thoạt tiền một tí thôi nhưng mà bài nó mạnh anh em ạ. Tí nữa lên 2 sao chơi được hết. Ra cả Doom này. Thật quá nhở. Thôi không chơi đâu anh em. Chờ round này chúng ta có 10 tiền thì tôi không mua đâu. Bây giờ mà con X lên được 2 sao. Con X lên được 2 sao. Xong rồi cái con Lava Shaman lên được 2 sao. Chắc cho vào 2 đỏ vào. 2 đỏ kẹp với 2 sói. Nhưng mà không biết là có ăn được cái thằng kia không. Cái thằng đang có chuối có vẻ khá to. Sự Woodman 2 sao rồi còn kẹp Hunter, kẹp Aegis. To đấy. Cái vấn đề là nó nhiều 2 sao. Tôi mới có một con 2 sao thôi. Nhưng mà cái thằng đấy gặp rồi anh em ạ. Gặp rồi. Tôi để cái thằng đấy rồi nên là bây giờ không gặp lại đâu. Tí nữa phải sau round 12 chúng ta mới gặp lại. Từ round 12 chúng ta mới quay lại gặp thằng đấy rồi. Round 11 chưa gặp đâu. Đây rồi, bố xét này lấy không? Tôi sẽ lấy thôi, chứ còn không chờ đâu. Tất nhiên là phải lấy rồi. Ok, ở đây có Skull Hunter cũng ngon này. 3 Hunter. 3 Hunter level 7 à? 3 Hunter 2 đỏ. 3 Hunter 2 đỏ. Đấy, bỏ con sâu đi. 3 Hunter 2 đỏ kẹp với 2 sói. Bỏ beat. Ok, được. Được đấy. Nhưng mà phải hết round này đã. Hết round này đã. Lên 7 mới được anh em ạ. Để ở 6 không được. Lên 7. Đợi chút. Một đạo thôi. Đạo này thì đương nhiên là chưa lên 7 được. Thiếu tiền. Đó. Thằng này thì ăn rồi. Thằng này yếu mà. Tôi đẩy nó chắc cũng phải mười mấy máu luôn. Nhiều đấy.
13 máu. Rồi, trò này ít ra Hunter quá anh em ạ. Thôi rồi, áp 7 nha anh em nhá. Cho 3 Hunter vào kết hợp với cả hai đỏ. Alo, không có đủ, không đủ đỏ. Chỉ 3 Hunter kẹp với hai sói thôi. Thôi được rồi, cũng được. Chả cần đỏ. Bởi vì làm sao? Bởi vì là hai con sói nó tăng rồi cả con Skull Hunter nó tăng kinh lắm. Tăng cơ nó gọi đệ nữa. Lượng máu tăng nó khá là nhiều với trên đó. Đấy, ui bọn kia nó cũng xả hết tiền cắt chuỗi kìa. Càng nhờ. Ai à. Mấy là ui là sàng sòi, sòi cái gì đấy? Sợ đấy. Sợ thế nhờ. Càng đấy. Gặp ngay thằng xả tiền này. Thằng này cũng to nhá. 3 mét à? 3 mét kẹp 2 Eagle Seed kẹp với cả 3. Ui thế thì tớ vẫn ăn được. Đẩy còn nhiều luôn anh em ạ. Thằng này xả tiền nó còn bị đẩy nhiều. Rồi. Rồi con này lên 2 sao rồi này. Thế thì chắc là tôi cho con này vào nhỉ. Ừ. Cần gì Hunter? Cần đỏ hơn. Đỏ khỏe mà. Với cả nó là 2 sao nữa. Kẹp đỏ vào. Sói nó có thêm máu anh em ạ. Sói có thêm máu, nó hóa nó cũng thêm được khá khá nhiều máu. Rồi tôi có chuỗi cộng 5 rồi. Bỏ con này đi. Tôi vẫn giữ Hunter nha anh em nhé. 6 Hunter cái là bỏ mèo vào cho 6 Hunter kẹp đỏ vào ngay. Ở level 9 nó sẽ là 6 Hunter kẹp 4 đỏ đấy. Đen nhỉ, vẫn chưa gặp cái thằng kia. Gặp nhanh lên, nó có tiền là nó form đội hình nó khỏe đấy. Có tiền là nó luôn, nó form đội hình khỏe là không cắt được chuỗi của nó đâu. Gặp sớm đi. Cứ gặp mấy cái thằng Eco làm gì không biết. Súng 2, cung đen 2 thì sẽ ăn được, chắc chắn là sẽ ăn được. Cung đen 2, súng 2. Round này gặp đi nhá. Xin được gặp cái thằng Tân Điệp đấy. Úi dồi ôi, nó sang soi luôn này. Càng đấy nhở, càng đấy. Quyết tâm là cắt chuỗi tôi à? Tôi cũng có hai con 2 sao nhưng mà kẹp được mèo với kẹp được sói chưa chắc đã ăn được đâu bạn ơi. Bây giờ nhìn thấy thôi nhưng mà tôi đang có 10 con đúng không? 7 cộng 3 đúng không? À không, cộng có 2 thôi. 7 cộng 2 9 con rồi, tôi có 9 hơn 2 con á. Hơn 2 con kích hoạt được đỏ, kích hoạt được Hunter. Úi giời ơi, không gặp nó đi. Chết rồi, đào sao nó lên 8. Lên 8 thì tôi kẹp được cái gì đâu. Bây giờ phải thêm con cung đen 2 sao nữa hay con súng 2 sao nữa lên 8 nó mới có ý nghĩa anh em ạ. Rồi, còn ra 15, 16, hy vọng được một con nữa lên 2 sao. Thôi thì không được ra con súng này, không được ra con cung đen thì xin con ách lên 2 sao cũng được. Đấy, bây giờ đang có ở đây là 4 cặp cơ mà. 5 cặp luôn, 5 cặp. Bây giờ kể cả con sói lên 2 sao tôi up luôn đấy. Tôi up luôn rồi, tôi cho thêm 2 con súng vào, ở đánh ở level 8. Hy vọng là sẽ ra được. Mà nếu không ra được kiểu thế thì cũng hy vọng là ra được 6 con Hunter. Đấy, 6 Hunter thì cũng ok đấy. 6 Hunter kẹp với cả đỏ là level 7 đúng không? Lên 8 kẹp thêm được Eagle Seed nữa. Lên 8 kẹp Eagle Seed. Hoặc là kẹp Beat. Ơ mà tôi pick cái con giải cáo bây giờ vẫn chưa ra này. Ôi giời, hơi đen đấy nhá. Chủ động mua Hunter từ đầu ấy, nhưng mà không ra. Đang phải tận dụng mấy cái con kia. Đèn thật, ui chuyện này ra già vãi đái luôn. Hai con già rồi anh em ạ. Nhưng mà không lấy đồ mết. Chuyện này thấy anh em hôm qua kêu quá nên là không chơi Saman. Chứ còn nếu mà hôm qua mà anh em bảo là chơi tiếp thì chắc là tôi cũng chơi tiếp đấy. Bộ đấy là hơi bị hay luôn đấy. Saman mết tuyệt vời luôn. Anh em cứ như là ghẻ lạnh nó. Tôi thấy cái bộ đấy tuyệt vời. Đánh dễ chơi, dễ trúng thưởng. Tốc độ trận đấu nhanh. Sở farm hơi bị thích luôn. Tôi toàn sở farm bộ đấy mà. Anh em không biết à? Sở farm bộ đấy leo rank. Tốc độ nhanh. Chơi được 3 trận thì đối thủ mới chơi được có 2 trận. Đấy. Cực kỳ nhanh luôn. Rồi rồi, tập trung vào trận đấu này nhá. Chưa gặp con thằng kia luôn.
Đấy, nhưng mà tôi thì tôi lên 8 tôi lại được kẹp thêm được con bít thì chắc là cũng ngon đấy. Nhưng mà tôi xin con gấu. Chứ con sâu này thì thực ra là cũng không uy tín lắm. Ok, rồi thua rồi. Thua không? Có thua không? Ủa, càng thế thì thua. Thế lại mất chuôi với cái thằng này chứ lại. Thằng này nó có hai con mèo 2 sao. Thế là chịu. Càng thật sự. Đấy, ui giời ơi, bây giờ mới ra. Chán đời. 6 Hunter cho vào luôn nhỉ. Tích tiền thôi chứ còn bây giờ thọt tiền quá rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ cho 6 Hunter vào chưa chắc đã ăn được cái thằng Tân Điệp kia đâu. Bây giờ cần ấy là phải ăn được cái thằng Tân Điệp cơ. Nên là chắc là vẫn để cái này thôi anh em ạ. Để cái này thì vừa có beat này vừa có Hunter. Đấy, vừa có đỏ. Thì tôi cũng được, thì cũng mạnh. Thôi được rồi. Round 17 rồi vẫn chưa gặp. Đen thật đấy. Trời ơi, gặp cái thằng đấy đến tận ra bao nhiêu mới gặp đấy. Vẫn chưa gặp. Mẹ, vãi đái thật. Thế thì gặp cái thằng kia là Tân Điệp bất bố chuỗi rồi gì á. Còn Tân Điệp còn gặp cái thằng hai mèo hai sao kia thì khả năng bất chuỗi là cao luôn. Đỡ làm sao được. Rồi, đội hình này thì chắc là tôi vẫn giữ nguyên thôi anh em ạ. Bây giờ không dám cho 6 Hunter vào ấy. Gặp 6 Hunter vào khi toàn một sao này thì bay màu sớm lắm. Chúng ta phải nhiều con như này này chúng ta mới ăn được. Đấy. Hôm nay thì tôi mà chơi mết thì ngon rồi đấy anh em. Saman đủ bộ bố rồi. Thật. Tôi thấy ra Saman đủ bộ đó. À thiếu con sờ tôm Saman nhưng mà kích hoạt bằng Wizard thì cũng được. Bây giờ vấn đề là ra hai con già rồi anh em ạ. Ra hai con già rồi. Mẹ ơi, round này gặp cái thằng Hunter ạ. Vậy là vẫn chưa gặp cái thằng kia. Thôi xong rồi. Thằng kia mất chuôi không? Cố giữ chuôi round 19 nhá. Đen rồi đấy, gặp nó đúng cái round cuối cùng ạ. Đấy, ôi dồi ôi anh em ơi, mẹ vãi cứt luôn. Tôi gặp nó ở round 19 thì nó mất chuôi ở round 18. Mà tại sao tôi lại gặp nó ở round 19? Cái vấn đề là thế. Đen không thể tả rồi luôn. Ui giời, chán đời thế nhỉ. Xuống hố rồi. Xuống hố rồi. Vừa mất chuối vừa không cắt được chuối. Lại vừa thọt tiền nữa chứ. Chán thật. Gặp gì mà gặp đúng cái round 19 rồi nó mất chuối ở cái round 18 khéo đến như thế là cùng. Chán đời quá đi mà thôi anh em ạ. Đây gặp ra 19 có vẻ tôi ăn nó rồi không? Ok. Ngoài nó có 6 Hunter rồi kìa. Càng phết nhờ. Ok. Đây tôi ăn được mà. Ai bảo là tôi không ăn được. Tôi ăn được mà. Trời ơi mất cái chuỗi phí quá đi mà thôi. Cay thật đấy. Đấy anh em thấy không? Kinh nghiệm của tôi cho thấy là 6 Hunter không mạnh bằng như này. Mạnh không thể mạnh bằng đâu. Cái sức mạnh của nó 6 Hunter thì nó phải 2 sao cơ. Còn nó 1 sao thì cái đam bọn này bé tí máu bé lắm. Chúng ta có nhiều con Ulit thì nó khỏe hơn. Được cái là vẫn còn 65 máu anh em ạ. Tiền thì hơi thọt một tí. Nhưng mà trận này có một thằng nó bị có thể là ngủ quên hay là như nào đấy. Đấy là nó đang AFK, đang có 100 tiền. Khả năng thằng đấy mà nó chết là rơi một đống tiền cho tôi luôn. Sau đấy chúng ta từ từ chúng ta lên 9, lên 10. Ủa đồ chán thế. Dark Spirit à, được bạn ơi. Đó. Lên 9. Cho Dark Spirit vào. Cái con Dark Spirit này ấy, nó 1 sao nhưng mà nó mạnh anh em ạ. Nên là tôi vẫn quyết định up 9. Thọt tiền thì cũng chịu rồi. Dư máu tí. Ok. Tôi ghép luôn cái quả trứng anh em ạ, quả trứng rồng một tí cho Bad Omen hoặc là cho heo. Ngon đấy.
Còn cái đồ này thì chắc là ghép cái dây chuyền kháng thôi. Đấy, ui gặp thằng này luôn. Áp quả hơi phí tiền nhỉ. Bỏ cái này đi anh em ạ. Tầm này chỉ 6 Hunter đủ thôi. Ui rồi, con sói lên 2 sao bây giờ làm gì đâu. Sói này lên 2 sao chả để làm gì. Bây giờ phong đỏ thôi anh em ạ. Round 21 rồi. Chuyển dần về đỏ thôi, sói 2 sao á. Bây giờ ra chẳng hạn không áp nhỉ. Khổ thế chứ đi. Sói 2 thì bây giờ cho thêm Warrior vào. Berserker thứ vào thì cũng nói chung là cũng được. Có quả trứng này sói nó hú lên thì nó cũng khỏe phết đấy. Sói cầm trứng. Nhưng mà bây giờ tôi đang bị thọt tiền. Nên là thôi, chắc là tôi sẽ không áp đâu. Kệ ra anh em ạ. Trên này có 9 Hunter fake à? Ui vãi đái luôn. Thằng này chơi 9 Hunter fake anh em ạ. À. Ủa chơi bây giờ chơi Assassin fake còn không thể chơi luôn. Bây giờ chơi hẳn 9 Hunter fake. Có Siren à? Ơ? Không phải. Có là con nào ấy? Ui được quá nhở. Ê ơi, nhân vật chính đấy anh em. Nhân vật chính đấy. Tí nữa cái con Skylancer này nó sẽ gánh. À, được rồi, bây giờ tôi nghĩ là tôi bán Hunter đi rồi. Muộn quá à? Ok. Bỏ sói đi. Hai Glacier này. Được không? Hai Glacier. Này ngon không? Tạm. Tạm thời thì đã anh em ạ. Chúng ta có dây chuyền kháng đấy, nhưng mà đợi chút. Tí nữa. Ui trời này cũng có thằng lành cái bộ đấy này. Vãi đái. Ôi mà thằng này nó khỏe đấy nhá. Thằng này nó khỏe đấy nhá. Thằng này nó khỏe đấy nhá. Thằng này nó khỏe đấy. Nhìn máu thế thôi nhưng mà nó khỏe đấy anh em. 6 đỏ rồi. Bộ 6 đỏ mà máu nó từng kia thì nó khỏe lắm. Càng phết nhờ. Ơ kìa, lại còn đẻ thêm con nữa. Chán đời. Ui, hai con Lancer đấy. Anh em ơi, thế là hai con Lancer rồi. Ok. Tôi cứ phải mua vào bán ra như thế để tôi tiết kiệm tiền. Tôi lên 10 đấy anh em ạ. Tôi lên 10 một phát là tôi kiếm cái con Lancer. Đấy, có khi nó tự ra, không phải roll đâu. Nhưng mà phải lên 10, điều kiện là phải lên 10 để lấy 5% cái tỷ lệ ra tướng 5 đô. Chứ còn nếu mà ở 9 thì còn lâu mới ra. Chỗ này có người chơi mết rồng à? Mết 5 rồng. Già vẫn 1 sao, rồng vẫn 1 sao. Hết tiền, 40 máu. 40 máu trụ rồi không? Tôi có Lancer chả sợ với cái bộ này. Đâu 25 rồi đấy. Sắp có đủ 6 đỏ rồi anh em ạ. Một con heo nữa thôi. Heo Battleman đủ 6 đỏ. Ok. Đấy, cứ chơi là cứ phải như thế anh em ạ. Tức là cứ thấy chặn tiền cái là bán luôn. Bởi vì cái tầm này mấy cái con đấy nó cũng chả có sức mạnh gì nhiều đâu anh em. Nó cũng gọi là muộn rồi. Cái tầm này thì phải 5 đô rồi. Thỏ 2 sao thì cũng chịu thôi. Rau này có cái 3 tia thì ngon này. 3 tia thì ngon luôn này. Đấy còn nếu mà không có cái 3 tia thì kiếm cái gì đấy ngon nhỉ. Bút set 2 à. Chỉ có hai cái món đấy thôi chứ còn món khác thì chắc là không. À đây hút máu. Hút máu cuối cũng được. Rồi có 3 tia rồi anh em ơi. Đấy thì ngon rồi. Quá tuyệt vời. Ở đây có món đồ Kira nhá. Lấy đồ Kira nữa anh em ạ. Đây rồi. Ngon đấy.
Cái bộ này kẹp được Kira ở level 10. Kẹp Kira vào là có thêm hút máu nữa. Thậm chí là có thể là chơi 4 hút máu cũng được. Đấy, chơi 4 hút máu. Tí nữa chơi 4 hút máu luôn. Nếu mà ra được Bad Omen là 6 đỏ 4 hút máu đấy. Kẹp với cả Kira, kẹp với cả con Lancer. Ui, cái bộ đấy khá là mạnh đấy nhá. 4 hút máu rồi, máu con trâu 6 đỏ nữa. Sao lại có khả năng hút máu đấy được Warlock. Lại có khả năng là tích tầng Kira. Bộ này thì chắc là Kira mắc binh rồi. Rất nhiều con đánh gần luôn. Ít nhất là phải có 4 con. Tích được 4 tầng Kira. Blade à? Thằng này vừa lấy cắt chuỗi tôi ra con mèo 3 sao. Nhưng mà cái tầm này Goblin đuối rồi. Tôi thậm chí là tôi chưa có đủ bộ đỏ đâu. Nhưng mà tôi vẫn mạnh lắm. Bởi vì là tôi ra được cái bộ lùn ấy. Tôi kẹp thêm được bộ lùn với cả Warlock ở đây rồi. Nên bây giờ mạnh lắm rồi. Cái chấn phái ở cái bộ này. Ui, ra được cả cái bộ set này. Hai món chấn phái luôn rồi. Quá được luôn anh em ạ. Ủa quá nhở, giáp xoay này. Toàn những cái món đồ mà coi như là rất là ngon luôn. Cho Lancer. Bây giờ Lancer 2 sao nữa thì gánh rồi. Trận này có một thằng chơi trùng bộ đấy. Nó chơi y hệt luôn à. Nó chơi 6 đỏ kẹp với cả lùn. Kẹp với Lancer. Tí nữa là Light Spirit các thứ vào đấy. Chắc thế. Bộ đỏ thì kẹp với cả lùn, kẹp với cả 5 đô thôi mà. Không biết là có gặp nó không. Rao này gặp nó thì lại mất chuỗi. Tôi vừa lấy từ nãy giờ tôi thắng đấy. Tôi đang thẳng đấy. Sắp có chuỗi rồi anh em ạ. Lại gặp này. Ui rồi đen hết nhở. Nhưng mà tôi có cái con Dark Spirit nhá. Con Dark Spirit thì khả năng là vẫn thắng được. Nó sáu đỏ, nó gặp Dark Spirit thì nó cũng sẽ phải sợ đó. Rồi Dark Spirit thả trưởng à. Đốt máu rất nhanh luôn. Đấy, khác hẳn anh em ạ. Trời, đang có chuỗi rồi anh em ơi. Đấy, nó sáu đỏ, tôi chưa sáu đỏ đâu. Nhưng mà tôi ăn được nó bởi vì là tôi có kẹp lùn đấy anh em. Cái bộ này kẹp lùn nó khỏe lắm. Ui, lại tên Sulami này. Nhưng mà nói gì thì nói nhá, trận này chơi mết Saman là ngon đấy. Ra toàn Saman rồi. Mết thì già lên được 2 sao rồi. Đấy, tôi chưa kể là tôi còn không pick cái con rớt cơ. Biết đâu rồi rớt bây giờ lên được 2 sao rồi đấy. Có quả trứng ở đây là chỉ cần ra 2 con rớt thôi. Tôi đập trứng là rớt 2 rồi. Đấy à, trời này không biết là đã chọn đúng lên văn minh chưa. Nhưng mà nếu mà ra lên sơ này kể cả 1 sao thì cũng nói chung ấy là đúng lên văn minh rồi đấy. Đúng rồi đấy anh em ạ. Không sai đâu. Bây giờ chỉ là Lancer 2 thôi. Okay, tầm này từng kia máu nhá. Mà level 10 nhá. Là bây giờ tầm này tôi giữ 50 tiền đô rôn. Thế nào cũng ra. Anh em ạ. Thoải mái đi. Bộ này nhá, có thua mất ít máu mà. Tầm này không thua được luôn ấy. Gặp mết thì đương nhiên là ăn rồi. Khỏe lắm anh em ơi. Mà bây giờ có khi còn khỏe hơn là 6 đỏ cơ. Đấy, đủ 6 đỏ này. Và có khi bây giờ kẹp như này còn khỏe hơn cả 6 đỏ. Cho thử 6 đỏ vào xem nhá. 6 đỏ thì cũng cộng thêm được khá máu ấy. Nhưng mà chúng ta lại không có Glacier. Bây giờ bỏ con Tsunami thì hơi sai anh em ạ. Nên là tôi không kẹp Glacier nữa. Tsunami nó khống chế 3,5 giây đấy anh em. Khống chế cực kỳ kinh khủng luôn. Mà bỏ ra thì khả năng toang là cao. Con này là không bỏ được đâu. Trừ khi chúng ta cần phải kích hoạt một cái bộ gì đấy thôi. Kiểu như bây giờ ra Bad Omen ấy. Xong rồi là muốn phải chơi kết hợp với cả 4 Warlock để đánh những cái thằng 6 đỏ ấy. Thì chơi thế thôi. Còn tầm này kẹp Tsunami vào đánh những cái thằng khác nữa thì ok. Tôi thấy như thế ổn hơn đấy. Trận đấu 29 round gần đi hết rồi anh em ạ. Cái thằng Tuần Điệp lại có sang soi rồi. Không biết là nó có cái ý đồ ở đây. Còn thằng này chơi đấy, chơi Chí Hunter. Nhưng mà là fake. Ui, vừa vẫn nó ăn được tôi ấy. Kinh đấy nhở. Ui, được không? Được không? Ăn làm sao? Ăn làm sao được bạn ơi? Ui, nhìn cái con Lancer 1 sao nó gánh. Khỏe quá anh em ạ. Lại có chuỗi này. Đấy, anh em thấy chưa? 50 tiền rô đây này. Bộ này mạnh thật sự.
Cái bộ đỏ này tôi không hiểu sao nó lại bắp lên. Tôi nói thật với anh em là tôi cũng bất ngờ. Nó mạnh như thế rồi mà lại bắp lên, tôi chả hiểu tại sao. Bắp như thế là bắp là hơi quá đấy. Lẽ ra là lên bắp cho một vài cái đội hình mà không ai chơi. Lấy ví dụ như cái bộ 9 phe giờ, phải bắp thêm đi. Bây giờ 9 phe giờ chả ai chơi luôn. Yêu quá. 9 phe giờ cái tầm này phải bắp mạnh mạnh một chút thì còn có người chơi. Nhưng bây giờ yếu quá rồi. 9m rồi ạ. 9m cũng hay, phải bắp thêm đi. Bắp thêm 9m đấy. Dây chuyền à? Hơi phí. À đây đây đây, có cái món đồ hút máu này, được. Rồi, 50 tiền. Roll hết tiền nha anh em nhá. Round này là roll hết tiền thôi chứ còn chả có đợi chờ gì cả. Giữ 50 tiền roll làm gì đâu. Roll hết tiền thì nó, cái chỗ này nó nhiều là mới ra được con Nancer anh em ạ. Ui, quả trứng nữa này. Nancer. Ui rồi ơi, mày vừa gọi ra luôn. Vãi cướp. Anh em thấy chưa, 30 tiền ra Lancer đấy. Đấy tôi nói rồi, với cái lượng tiền nó nhiều ấy thì roll cái kiểu gì nó cũng ra luôn. Nếu mà cứ roll mỗi hao roll có mấy phát ấy không bao giờ ra. Nhưng mà tích quả 50 tiền rồi xả hết tiền phát là ra. Nó cơ chế của nó rồi anh em. Một round đấy là anh em bỏ qua, những cái con bỏ qua ấy là nó sẽ không hiện lại đâu. Trong vòng 2 lần roll tiếp theo nó sẽ không hiện lại. Cơ chế game đấy anh em. Các anh em mới chắc chưa biết đúng không? Còn các anh em cũ thì biết hết rồi. Anh em mới chơi thì sẽ có những cái mà anh em nó sẽ không có viết ở trong game đâu. Đấy. Mà cái đấy là nó sẽ có ở trong những cái bản update và nó thông báo thôi. Nhưng mà cái đấy tôi sẽ nhắc lại ở trong những cái video clip của tôi, nên là anh em sẽ không bị trượt phát nào đâu. Sẽ có những cái mà anh em chưa biết thì anh em sẽ biết nha anh em nhá. Rồi, Tsunami là ai sao? Hết tiền luôn đâu nhỉ? Cá lông à. Rồi hết tiền luôn, kiếm con đạt 2 nữa. Có quả trứng này rồi là lên ở đạt 2 nhưng mà tôi chưa muốn đập anh em ạ, à, bởi vì là quả trứng này biết đâu giao live split hay sao. Bye bye hay sao, đúng không? Tại sao lại phải thế? Bởi vì là con đạt này thực ra nó cũng không phải con đam chính để chúng ta có thể là cầm quả trứng này đập vội. Bây giờ có Tsunami 2 sao thì rõ ràng là một con live split 2 sao nó ngon hơn. Còn Dark Spirit nó chỉ là trong cái tình huống là gặp cái thằng Nhật ấy kìa, là chơi 6 đỏ ấy kìa, thì chúng ta chơi Dark Spirit thì ăn được. Chứ còn cái bộ các cái bộ ví dụ bộ Exorcist kia thì Dark Spirit này không ngon. Đấy, nếu mà ngon ấy là phải là con Light Spirit dồn nam mạnh. Đấy, thằng này thì lại chúng ta lại cần con Dark. Ui anh em nhìn kìa, trông nó căng phết đấy anh em. Mà con Dark Spirit của tôi nó thả ra một cái bãi và đam của nó bắt đầu nó đuổi theo con Lancer của tôi kìa. Ôi kìa, hai con Lancer 2 sao đấm nhau, thằng kia nó có cái đồ Kira anh em ạ. Thế thì càng đấy, nó thắng rồi, chắc chắn luôn. Đồ Kira ấy, riêng cái món đồ Kira nhá, trong bộ 6 đỏ này nó sẽ bằng hai cái món đồ cam của tôi luôn, thậm chí là ba món đồ cam. Nó sẽ bằng cái hút máu trừ giáp cộng với cả cái búa xét mới bằng cái món đồ Kira đấy. Món đồ nó gọi là trấn của nhà bà phái. Đấy, nó cũng giống như cái ba tia thôi, nó sức mạnh nó tương đương cái ba tia đấy. Nhưng mà nó đánh gần thì nó vẫn coi như là khỏe ấy. Còn cái ba tia thì cứ mấy cái thằng áp sát vào là chả được cộng như tí đam nào. Nó phải cách một ô là mới được cộng đam, ít nhất là cách một ô. Kẹp lùn là phải cách một ô, còn nếu mà đứng sát vào thì cũng như không thôi. Ok. Thằng đỏ vẻ khá là ở đấy. Biết chơi đấy, nó lấy Dark Spirit ở dưới đấy rồi này. Đã ra một con đáp rồi đấy nha. Càng đấy, thằng đỏ biết chơi đấy. Vậy là nó đánh cái đội hình giống hệt luôn anh em ạ. Nó không khác một tí gì luôn đấy. Lancer nó chỉ khác đồ thôi. Mà đồ của nó thì mạnh hơn tôi. Thế là anh em biết điều gì đã xảy ra rồi đấy. Bây giờ ấy, muốn thằng đấy chết ấy, bây giờ mượn dao giết người. Hy vọng là cái thằng này giết được. Thằng Exorcist này nó giết được. Nhưng mà cái thằng Exorcist nó không giết được tôi thì cái cửa gì mà nó giết được thằng kia. Ui giời, thế thì khó lắm. À đây, đây nó giết được tôi đấy. Nhưng mà nó một máu thôi. Nhưng mà không sao, cứ bữa nào cậu gặp cái thằng Nhật cậu cứ đẩy cho tôi một máu đó được rồi. À không, hai máu. Cậu cứ đẩy hai máu, 5 round nó chết thôi. Đấy, máu tôi thì còn một đống luôn. Mỗi round cũng chỉ lọt một con thôi mà. Gặp thằng nào thì cũng chỉ lọt một con thôi. Không bao giờ chuyện lọt hai con.
vô tư đi. Nên là khả năng là tôi sẽ là chung kết với một trong hai thằng, và tôi nghĩ là sẽ là với cái thằng Tân Điệp đấy. Bởi vì cái thằng thằng đỏ kia thì anh em thấy rồi đấy, là tôi cũng thua cái thằng Tân Điệp à. Nên là cái việc thằng đỏ kia nó thua thì nó cũng có thể là nó sẽ xảy ra. Chẳng đấy, trận đấu này của ba người rồi. Rồi lại gặp cái thằng này. Ok, nó ra Light Speed, nó hơn tôi con Light Speed. Nó ra con cả con Battleman nữa. Chính vì thế nó khá là khỏe. Nhưng mà cái con Lancer của tôi thì nó cũng khỏe anh em ơi. Đấy, cũng chỉ là một con thôi mà. Thì thua thôi, chấp nhận thôi, bởi vì thằng này nó khỏe, nó khỏe hơn. Nó có cái món đồ Kira anh em ạ. Sáu đỏ kẹp Kira khỏe lắm. Ôi à, Tân Điệp không ăn được à? Ui giời ơi, thế thì khó quá. Thế thì tôi lại phải tự chuyển à? Nếu mà thế thì là solo với cái thằng đấy là chuyển sang 6 Glock thôi. Thế lại phải chuyển sang 6 Glock chơi à? Và cái vấn đề ở đây là cái gì? Là cái thằng Tân Điệp nó cũng phải đi cơ. Còn nếu mà 6 Glock mà gặp thằng Tân Điệp thì nó lại đấm cho thì lại sấp mặt luôn. 4 Glock trước nhỉ? 4 Glock thì lại không kẹp được luôn. Đấy, nó lại thế cơ. 4 Glock thì không kẹp được luôn. Với cả chưa có con Battleman thì cũng không được. Căng thẳng phết ấy. 61 màu. Ừ thì cũng còn nhiều. Cũng không đến nỗi nào đâu anh em ạ. 61 máu. 35. Round 35. Tức là giữ máu cực tốt luôn. À đây rồi. Ui vậy ơi, nó hợp lý vãi cứt luôn anh em ơi. Trời ơi, đây rồi, đây rồi. Bài toán khó đã được giải anh em ạ. Trời ơi, mày đem cái thằng đỏ đến đây. Con mẹ mày. Quay lại đây bạn ơi. Quay lại đây đi. Quay lại đây đi, quay lại đây đi. Tớ xin. Ok, luôn con Dark Spirit 2 sao đấy nhờ. Ui, Light Spirit này. Từ nha, luôn tiếp hết tiền luôn. Ui đây rồi, hay quá. Nó được rồi đấy. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? 10 máu đi ông bạn ơi. Bây giờ tớ khác. Bây giờ tớ khác. Ơ Dark Spirit thả hơi ngu. Dark Spirit của tôi nó thả hơi ngu anh em ạ. Nhưng mà ô như nào, 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 như nào cơ, như nào cơ, như nào cơ. Ui nó vẫn hồi kinh nhỉ. Có hồi như rồi vẫn hồi được sao? Mày này. Ui càng phết đấy. Được. Một lần nữa là mày đi thôi. Lắm máu lọt một lần nữa là đi. Hay quá anh em ơi. Thế là coi như là tôi tụ khí với tôi rồi. Rồi. Bây giờ là Tân Điệp đúng không? Tân Điệp vô tư luôn anh em ạ. Lấy cái cửa gì mà ăn. Không có cái cửa gì ăn được à. Cho con này vào. Ok chưa? Dồn nam. Dồn nam anh em ạ. Hai khống chế dồn nam. Ok. Cho Dark Spirit thả một bãi lửa. Cần gì luôn? Không cần luôn. Áp sát chứ. Áp sát chứ. Cậu chơi lùn thì tớ chơi áp sát cơ. Nó chơi lùn anh em ạ. Thằng này chơi lùn. Chơi lùn với chúng tôi. Này thì lùn. Lùn này. Ôi giời. Cách counter lùn đấy chính là anh em thấy đối thủ chơi lùn là anh em phải chơi áp sát. Áp sát gần vào thì nó mới giảm đam của bọn lùn được. Đó. Thế này tôi nghĩ là không cần chơi Warlock đâu anh em ạ. Chuẩn bị bán Warlock thì thôi. Bởi vì là Warlock nó chỉ ăn được cái thằng đỏ thôi, chứ còn không ăn được cái thằng Exorcist đâu. Cho thêm một cái con Light Speed nữa nào. Khó nhỉ, bây giờ thôi. Chắc là độc trứng cho Battleman. Ok. Có đấy. Exorcist. Exorcist được tụ mà.
Ơ đừng bỏ thua này nhá. Thái Châu bắn cũng khỏe đấy, nhưng mà thua kiểu gì. Ui khỏe phết đấy anh em ạ. Nó bắn chết con người của tôi kìa. Con cung đen của nó bắn chết được con Lancer của tôi trong mấy cái rồi. Thứ khỏe phết đấy. Không yếu nhá. Rồi, ui giời thằng Nhật Bản đi rồi. Được quá nhỉ. Thôi thế thì chắc là bỏ cái bộ Warlock rồi thôi. Bỏ bộ Warlock rồi thôi anh em ạ. Warlock này cũng không chơi được với cái thằng kia. Rồi, roll nó. Rồi. Thêm một line speed 2 sao được ngon. Tôi chưa có món đồ Kira đấy. Bây giờ mà ra món đồ Kira thì chắc chắn xuất top 1. Còn nếu mà không ra Kira thì chưa chắc đâu nhá anh em nhá. Mấy con Hunter này nó bắn rát lắm. 6 Hunter kẹp 6 Exorcist. Mày lại đứng tụm thì mày đi rồi. Hay quá. Ui tung trưởng liên tục ở cái chỗ ấy luôn. Con cung đen nó bắn nó bất lực luôn. Nó kẹp luôn kìa. Ui đi không. Đi không. Ui rồi. Một vào sống dài phết nhỉ anh em nhỉ. Tôi nghĩ là đi luôn ở round 39 đấy. Nếu mà đi ở round 39 nó đỡ phải đến round 41 qua cái round quái. Thôi thì kéo dài thời gian một tí vậy. Ui giời chả được cái gì đâu anh em. Làm gì có cái cửa lập kèo. Không có cửa lập kèo luôn. Đấy anh em thấy uy tín chưa. Đấy nhá anh em nhá. Bộ này chắc là anh em không có cãi được rồi. Đừng có anh em nào bảo tôi là cái bộ này nó không uy tín. Bộ này quá ổn định luôn. Anh em mà bảo không ổn định thì chứng tỏ anh em không biết chơi. Khẳng định luôn. Anh em nào mà bảo cái bộ 6 đỏ này kẹp với cả 5 đô kẹp lùn mà không ổn định thì chắc chắn là anh em không biết chơi rồi. Anh em cần phải chơi cái bộ này gấp. Để anh em biết cái sức mạnh thật sự của bộ này nha anh em nhá. Đấy, anh em hãy thử đi. Mạnh lắm anh em ạ. Ui hai cái hai tia luôn. Thế thì bỏ được cả máy bay nữa. Cho Tsunami hay là cho Kira. Ui giời ơi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Trời ơi, thế thì đây đó là tối thượng nha anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ có hai cái hai tia và một cái món đồ Kira, kẹp Kira 4 nút máu. À không, trận này chỉ có 2 nút máu thôi. Đấy. Line Spirit 2 sao luôn. Ui rồi quá tuyệt vời. Thế thì thôi anh em ơi, xác định luôn. Trận này vô địch rồi. Không nói nhiều ạ. Round này quyết định luôn. Cẩn thận nhá, nó cướp đấy. Cho con này sang đây. Lé. Đấy. Ui nó cướp cái con Line Spirit. Tôi tung trưởng trước khi con Line Spirit chết. Quá hay. Rồi. Thôi xong rồi anh em ạ. Đẩy quả này nhiều luôn. Xong chưa. Ui rồi gọi ra một đống đệ kìa. Súng cái cửa gì mà clear. Ôi nhưng mà nó bắn khỏe phết đấy anh em ạ. Tôi để ý cái bọn Hunter bắn khỏe thế nhở. Hunter Exorcist này đạt to phết đấy. Rồi. Ngày mai Championship nhỉ anh em nhỉ. Không biết là cái bộ này có ai chơi Championship không. Tôi nghĩ là chắc là không ai chơi ở Championship cái bộ 6 đỏ kẹp lùn đâu. Thế anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em nào chưa tin thì kệ anh em ý nhá anh em nhá. Còn anh em nào chưa xem thì anh em hãy xem đi. Bộ này thì nó phải nói là tuyệt vời luôn trong những cái lobby đánh giải nhá anh em nhá. 4 Saman kẹp với cả Mết. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Trời cực kỳ là ổn định. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con Velomancer vua tốc độ. Nó chém kinh khủng những cái cỡ như nào anh em nhá. 10 phát trên giây. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.